chào bác Sinh. Vâng, chào anh em nhé. Tưởng bác dần rộn nhà cửa mà hôm nay lại có thời gian rỗi để chăm cây à? Vâng, tôi cũng phải tranh thủ đi vì cỏ nó mọc nhiều quá, mọc kín hết cả gốc cây này. Đấy, cũng phải kết hợp với những cái hôm mà ở nhà giám sát cái công trình nhà cửa nhà mình thì cũng làm một tí. Nhớ cây quá. Anh em thì gọi đi mời đi nhưng không đi được vì kiến thiết nhà cửa. Này để trong này nắng nó kém đâm ra cái cây nó cứ vươn ra sáng nhỉ. Thì làm nhà rồi thì dồn tất vào một chỗ này chứ. Chứ có chỗ nào để được đâu. Kể cả chỗ ngồi làm cây đây cũng chật chội này. Cây này là cây bồ đề này. Đấy, cây bồ đề có cái nét rất là hay ở chỗ này này. Đấy. Nó như là con một con mãng xà đấy. Đấy. Y hệt một con mãng xà luôn. Đây. Sau này tôi kiếm một cái bức tượng, nó có là bức tượng thạch xanh này đang vung cái rìu này. Chém vào cổ con mãng xà này. Đấy, ở cái vị trí này. Đấy. Cổ nó bệnh như đây, đầu nó bệnh như đây. Con mãng xà. Đây là cái đuôi sổng lên đã. Cho nó khỏe cây đã. Đúng đề này mà cắt được liên tục thì lá nó bé tí. Đề đỏ. Rồi, thế là xong một cây. Bây giờ mang tính chất là làm vệ sinh nhổ cỏ thôi. Quay qua cái cây. Tùm tùm này. Cây hồng mộc hôm mai đang ra hoa rất nhiều. Cây khế sao lá nó vàng thế bác? Khế nó đang thay lá, kệ nó đi. Khế nó thay lá xong rồi nó ra hoa. Nhưng cái khế là nó thay lá xong rồi, cứ thay lá xong rồi nó ra hoa. Đấy, mùa hoa mà, mùa hoa khế. Xem cái chậu nào nó tùm rồi. Bây giờ làm được cái đá này. Công trình nhà bác đã xây đến tầng 2 rồi bác nhỉ? Tường xong hết rồi này. Rồi bây giờ đã chuẩn bị chiều đây là cốt pha. Làm cốt pha tầng 2, mái tầng 2. Đấy, giờ đấy cái cây đa này, nó cây đa đôi thôi nhưng mà nó tùm này. Hôm nay chỉ mang tính chất là nhổ một quả cỏ thôi. Vừa bận công việc nhà cửa, vừa dồn cây nó vào một chỗ, đâm là nó tùm thôi. Trước kia để chậu ở sân chơi thì cứ có cỏ cái là mình nhổ được ngay. Bây giờ là tốt như thế này rồi. Đấy. Thôi đành phải mất khoảng độ 6 tháng là xây dựng nhà cửa. Lúc nó xong rồi, sân hè nó xong rồi thì mình đưa ra. Đưa lên các cái giá ở ngoài chơi, các cái kệ. Đấy. Nhổ này nó bưng hết cả mảng đất đi. Thì cái cây đa này là cây đa đôi nhưng mà đôi gốc hay là... Hai gốc gì? À, hai gốc. Hai gốc. Gốc to, gốc bé. Ngày xưa ở trên Hòa Bình nghe cái chuyện sông thì nó cũng có cây đa đôi nhỉ? Đấy, rổ nó lên cả mảng đất luôn. Một gốc to, một gốc nhỏ. Dễ nó cuốn vào nhau rồi nhỉ? Đoạn sau nó thành bột rồi. Nhưng giống đa thì nó không nhanh như xanh. Xanh thì đoạn sau nó thành một ngay.
ung tùm. Cây ngũ gia bì này lá nó có vẻ mướt mướt này, thiếu ánh sáng. Vừa để trong râm nuôi ở đấy đấy. Vừa để trong chỗ không có nắng này nuôi ở đấy. Nuôi ở đấy để tuần xong rồi lại phải nuôi vào trong râm vì không có chỗ để. Đấy, cứ tạm thời thế đã. Cầm cự nửa năm trời. Cây to thì đi gửi được, cây bé thì phải để nhà để chăm. Rồi, thôi tắt máy rồi.